Rồi giới thiệu đến anh em hai bé cái. Bên mình không có làm giấy nha. Giá 5 triệu một bé. Hơn 6 tháng anh em. Đây. Quay kỹ cho anh em xem. Phun rồng cực kỳ to luôn. Ăn uống khỏe mạnh, giá mềm như cho, rẻ hơn giá con nữa. Mình thanh lý nhanh để đưa các bé nhỏ lên anh em. Ok, anh em xem tham khảo nhé.